Chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi tiếp đồng chí Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng, cùng dự có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp trong quan hệ ngoại giao giữa hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua, đồng thời đánh giá cao kết quả hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương của Trung Quốc trong lĩnh vực du lịch. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm và tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng, và mong muốn Ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai bên trong thời gian đến. Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo thành phố, đồng chí Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo thành phố đối với hoạt động của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng, đồng thời tin tưởng với những kết quả tốt đẹp trong quan hệ ngoại giao giữa hai đảng, hai nhà nước thời gian qua, hai bên sẽ tiếp tục gặt hái những thành công mới, trong đó quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương của Trung Quốc và thành phố Đà Nẵng cũng sẽ được tăng cường. Đại sứ Hùng Ba cho rằng năm 2023 có ý nghĩa then chốt đối với sự phát triển của mỗi nước và kỳ vọng trong xu thế hợp tác hiện nay, hai bên sẽ tiếp tục có sự hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam.